AFC Asian Qualifier Road to Qatar. Trọn vẹn trên FPT Play. Junya Ito dứt điểm không vào, bóng đá đi trúng vị trí của Faiz Al Rushaidi. Vẫn là Nakamoto hơi cao, vẫn là các cầu thủ Nhật Bản dứt điểm. Tiếp tục là một cú dứt điểm nữa. Những phút đầu tiên của hiệp đấu thứ hai đã trở nên sôi động và hấp dẫn hơn rất nhiều. Yuya Osako dứt điểm kỹ thuật. Vẫn là một tình huống mà đội trưởng Faiz Al Rushaidi của Oman chơi rất tập trung. Chỉ có một quả phạt góc dành cho các cầu thủ chủ nhà. Không khó đối với Al Rushaidi. Sanbury, một phát dài rất chính xác dành cho Behic. Rosic, cơ hội. Đã không thể chiến thắng được thủ thành bên phía Oman. Sẽ có thêm một quả phạt góc dành cho Australia. Mà phối hợp rất đơn giản. Chúng ta thấy rằng Rosic cũng xử lý mọi thứ rất gọn gàng. Xử lý bình tĩnh. Cơ hội. Đúng không? Không được. Thêm một đường lên bóng mà chúng ta thấy rằng ở đó không hề có bất kỳ một sự phức tạp nào của các cầu thủ áo vàng. Nhưng Oman thì cực kỳ vất vả để có thể ngăn cản tình huống này. Behic tiếp tục khai thác biên. Đây là Tom Rosic. Rosic căng ngang. Bóng đã nằm gọn trong tay của thủ thành Al Rashidi. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.